Hôm nay video của mình sẽ hơi tử tế một chút. Mình sẽ không chỉ bậy nhá. Là mình nghĩ vậy. Và hai xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại channel của mình Hiền Đấm đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về bàn phím cơ giá rẻ nhá. Intro nào. Thì video này được tài trợ bởi An Phát. Thì hôm trước qua An Phát mình mượn được chiếc bàn phím này. Xin giới thiệu chiếc Dell UDK880. Và đây chiếc bàn phím này chỉ có giá lên đến là 650.000. Nhưng mà nó full cơ, lại có đèn LED RGB nữa. 650k cho cái này á? Really? Khó hiểu ấy. Thì link mua hàng mình sẽ để ở phần phía dưới. Alpha là một công ty chuyên bán đồ gaming gear và PC. Và nếu như các bạn cần nó thể ship như Lazada, Tiki hay Shopee luôn thì link mình sẽ để phía dưới nhá. Nếu bạn nào cần thì ấn vào mua. Ok. Quảng cáo mới có tiền ăn đúng không ạ? Không cả. Thì con bàn phím này có gì mà rẻ vậy? Thì thứ nhất, Dell là một hãng đến từ Trung Quốc, mình nhớ không nhầm như vậy. Và họ chuyên sản xuất đồ gaming gear giá rẻ, đặc biệt là bàn phím. Thì lần trước mình đã giới thiệu một con Dell UDK87 rồi và con đấy nó cũng được. Nhưng mà có một điểm hơi tệ ở chính là nó chỉ LED được một màu thôi. Còn với con Dell UDK880 này thì có thể LED RGB luôn. Mind blown. Thì đầu tiên về khoản thiết kế nhá. Thiết kế của chiếc bàn phím này phải nói rằng nó không ọp ẹp như những chiếc bàn phím 650.000 khác. Ngay kể cả những chiếc bàn phím giả cơ với cái tầm tiền 650.000 thì nó vẫn có những cái thiết kế đó rất là rẻ tiền, mang đậm đồ Trung Quốc. Nhưng mà với chiếc Dell UDK880 này thì không. Mình thấy nó cũng ổn, không đến nỗi. Tuy nhiên thì đây là một chiếc bàn phím TKL chứ không phải là full size. Thế là nếu như bạn nào mà quen sử dụng phần 5 bát bên phải ấy, thì sẽ hơi có một chút khó chịu. Nhưng mà dùng TKL cũng tiện mà. Góc gaming các bạn sẽ gọn gàng hơn và nhìn nó cũng ra dáng hơn. Tiếp theo đến phần switch nhá. Switch em nó sử dụng đó chính là switch riêng của Dell. Và nó nói rằng cái switch này có thể chịu được đến 50 triệu lần nhấn. Cá nhân mình thì thấy nó cứ không thể tin nổi. 650k, 50 triệu lần nhấn. Really? Tất nhiên các bạn sẽ có gói bảo hành từ 1 năm đến 2 năm. Nên là các bạn cũng không phải lo điều đó. Double click ra đổi cái mới, tội gì. Và bây giờ mình sẽ demo cái phần bấm phím cho các bạn xem nhá. Thì như các bạn có thể thấy, với 650k nó có khả năng bấm nghe tiếng kêu đanh đách như vậy thì với một chiếc bàn phím giả cơ tầm tiền đó cũng khó mà lòng mà làm được. Tất nhiên là trong tầm tiền này thì các bạn có thể chọn những chiếc bàn phím giả cơ nó LED đẹp hơn, nó nhiều phím hơn, nó các thứ hơn. Nhưng với cá nhân mình thấy rằng để bỏ ra thêm chút tiền hoặc là với tầm tiền như vậy để mà sở hữu một chiếc bàn phím full cơ thì cũng tội gì. Nếu dùng bàn phím giả cơ nên sẽ xét lại đi. Và một điều nữa khiến các bạn sẽ lựa chọn bàn phím giả cơ hơn là một chiếc bàn phím cơ, đó chính là về phần nó có thể LED được nhiều màu. Mình biết rằng với những chiếc bàn phím giả cơ ấy thì chúng nó sẽ làm đèn LED vô cùng là đẹp, vô cùng là sáng. Còn về phần trải nghiệm bấm thì nó sẽ hơi giảm dáng đi một tí. Nhưng với chiếc Dell UDK880 này thì không như vậy đâu. Đây là LED RGB chứ không phải là LED lấp lánh một màu như kiểu chiếc DK87 mình đã từng giới thiệu. Và nó có nhiều chế độ sáng. Hơn hết rằng nó sáng chứ nó không phải kiểu sáng dập dìu như kiểu những chiếc bàn phím cùi bắp mình đã từng sử dụng. Và bây giờ mình sẽ demo các bạn xem nhé. Nói thật với các bạn thì với những sản phẩm giá rẻ như kiểu bàn phím, chuột hay là tai nghe ấy, mình sẽ không có quá nhiều điều để nói. Bởi lẽ thì khác với cả một chiếc điện thoại, các bạn sẽ phải nhận xét từ pin, từ màn hình, từ camera, từ hiệu năng bla bla bla. Nhưng với một chiếc bàn phím, nó chỉ cần làm được tốt 3 điều, chính là cảm giác bấm, chất build tuyệt vời và LED một tí nữa cho đẹp. Thì chỉ cần như vậy thôi là các bạn có thể sử dụng một chiếc bàn phím tuyệt vời. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Nó có ổn không? Và trong tầm tiền này thì các bạn sẽ lựa chọn một chiếc bàn phím full cơ hay là một chiếc bàn phím giả cơ với có khả năng lấp lánh màu sắc các thứ thì đó sẽ là quyết định của bạn. Mình là mình chọn full cơ đấy. Hãy cho mình biết tại phần comment phía dưới nhá. Và bạn nào muốn đặt mua chiếc bàn phím này thì có thể ấn vào link phía dưới mình để đấy của An Phát. Xin chào và hẹn gặp lại.